Liên quan đến vụ việc một số nhãn hàng nước ngoài, trong đó có H&M, sử dụng bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp trên website của mình. Ngày hôm nay, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam cần phải tôn trọng và thực thi nghiêm túc các quy định của luật pháp Việt Nam. Tại cuộc họp báo, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, mọi hình thức tuyên truyền, quảng bá những nội dung trái với sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế đều không có giá trị, không thể thay đổi được thực tế về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, cũng như thực tế vấn đề Biển Đông. Việt Nam đã nhiều lần khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông được xác lập phù hợp với Công ước của Luật Biển 1982. Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông. Liên quan đến những diễn biến trên Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết hiện chưa có thông tin về cuộc tập trận trên Biển Đông của tàu Quang Trung. Tuy nhiên, bà Hằng khẳng định quân đội Việt Nam duy trì các hoạt động huấn luyện, diễn tập để nâng cao năng lực nhằm mục tiêu sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn thể lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời, các cơ quan chức năng Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến trên Biển Đông để bảo vệ quyền chủ quyền của đất nước. Thì mới đây, sàn thương mại điện tử xuyên biên giới Fado.vn đã chính thức thông báo ngừng kinh doanh các sản phẩm thương hiệu H&M từ 0 giờ ngày 7 tháng 4 năm 2021. Lý do được CEO của đơn vị này đưa ra là chúng tôi không hợp tác với thương hiệu không tôn trọng chủ quyền Việt Nam. Động thái này không phải là tẩy chay mà là động thái phản ứng để những thương hiệu tập đoàn đa quốc gia đừng coi trọng doanh số thị trường lớn như Trung Quốc mà coi thường Việt Nam là thị trường nhỏ. CEO của sàn thương mại điện tử này cho biết thêm, H&M nằm trong top 10 thương hiệu thời trang được đặt hàng nhiều trên Fado. Quyết định này gây thiệt hại về mặt kinh doanh nhưng doanh nghiệp vẫn có thể kiểm soát được. Nghi vấn hãng thời trang Thụy Điển H&M chấp nhận bản đồ đường lưỡi bò đã tạo ra một làn sóng tẩy chay sản phẩm của hãng này trên mạng xã hội những ngày vừa qua. Nếu nghi vấn này là đúng thì rõ ràng doanh nghiệp đã không tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế về Biển Đông, cũng như không tôn trọng chủ quyền quốc gia của Việt Nam. Vâng, những sự việc gần đây cho thấy các hành vi vi phạm chủ quyền Việt Nam ngày càng tinh vi, khó kiểm soát và cần có chế tài xử lý nghiêm. Dù làn sóng đầu tư nước ngoài đang là một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Với nhiều tín đồ thời trang, cái tên H&M hay còn gọi là H&M khá quen thuộc. Nhất là từ năm 2017, hãng thời trang Thụy Điển này đã đến Việt Nam kinh doanh. Chỉ trong 4 năm, từ 1, số cửa hàng đã lên tới 12, trải khắp 5 tỉnh thành. Những ngày qua, khi thông tin hãng H&M chấp nhận đăng tải bản đồ có chứa đường 9 đoạn trên website của họ tại Trung Quốc, đã dẫn đến làn sóng tẩy chay của người Việt diễn ra dữ dội trên mạng xã hội. Điều này nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia. Muốn vào một đất nước để hoạt động, đất nước nào đó để hoạt động, thì cái việc trước tiên là họ phải tuân thủ cái quy định và luật pháp của cái nước sở tại. Đấy là cái điều chắc chắn. Và nước nào cũng vậy thôi, chủ quyền của mình để đảm bảo an ninh thì cái việc quy định của pháp luật của họ rất chặt chẽ trong vấn đề này. Còn nếu anh không chấp hành cái điều kiện đảm bảo an ninh của nước tôi, thì đương nhiên là anh phải out ra khỏi nước thôi. Anh phải out ra khỏi cái thị trường đó thôi. Ở góc độ pháp lý, nếu chấp nhận đăng tải được bản đồ đường 9 đoạn, hãng thời trang Thụy Điển đã vi phạm Công ước về Luật Biển năm 1992, đi ngược với phán quyết của Tòa án Quốc tế năm 1996. Còn với pháp luật Việt Nam, H&M cũng vi phạm Luật An ninh mạng. Theo cái nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính, nghị định 15 thì chỉ có yêu cầu là xử phạt vi phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng. Thế còn lại thì hiện nay thì cái cơ sở lại được buộc họ dừng cung cấp hoặc là rút cái giấy chứng nhận đầu tư thì cũng chưa có cái cơ sở pháp lý. Mà trong trường hợp này thì tôi nghĩ là các cơ quan chức năng có thể làm việc lại với H&M để cung cấp lại rõ thông tin và yêu cầu họ là cải chính cũng như là sửa đổi lại các cái thông tin cho nó đúng với cái tình hình chủ quyền Việt Nam. Tháng 11 năm 2019, các loại xe Volkswagen, Jordi, Hanteng nhập vào Việt Nam với mục đích là tạm nhập tái xuất, nhưng do cài sẵn bản đồ đường 9 đoạn đã bị cơ quan hải quan thu giữ, sung công quỹ, đồng thời tiêu hủy phần mềm. Ngoài xe hơi, thiết bị điện tử,
một số loại sách, truyện, tranh ảnh của Trung Quốc khi được phát hiện có chứa bản đồ đường chín đoạn cũng bị thu giữ, tiêu hủy. Sau nghi vấn doanh nghiệp FDI đang hoạt động chấp nhận bản đồ đường chín đoạn, Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài VAFI đã cảnh báo vấn đề này tới cộng đồng doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài thành viên. Chúng tôi cũng khuyến nghị các nhà đầu tư nước ngoài, khi làm ăn thì thực ra họ làm ăn thì cái mục tiêu của họ không phải mục tiêu chính trị, mà chủ yếu là mục tiêu kinh tế, phải tránh những cái gì mà bị những cái thế lực người ta lợi dụng cái mục tiêu kinh tế của các doanh nghiệp của nước ngoài để thực hiện mục tiêu chính trị mà không phù hợp, không đúng. Thế thì rõ ràng là các nhà đầu tư nước ngoài phải hết sức là khôn khéo để có thể giải quyết được những cái chuyện như vậy. Còn theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tại trên website của HM tại Việt Nam, bản đồ các cửa hàng được hiển thị không có đường lưỡi bò như nghi vấn. Còn trên website của HM ở Trung Quốc, họ không đăng tải bản đồ mà chỉ hiển thị địa chỉ cửa hàng theo tỉnh, thành phố, nhằm tránh phải đăng tải tấm bản đồ này. Sáng nay ngày 8 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Sướng và đồng bọn liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán hàng giả tại nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam. Phiên tòa đã được mở lại sau 3 tháng tạm hoãn. Trong phiên xét xử sơ thẩm sáng nay, có hai bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt là Lê Châu Phước Hưng và Lê Ngọc Lý. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho biết, vụ án sản xuất buôn bán xăng giả liên quan đến nhiều bị cáo. Hội đồng xét xử đã chia thành 3 nhóm và sẽ xét hỏi từng nhóm theo hình thức cuốn chiếu. Trong ngày xét xử đầu tiên, chủ tọa phiên tòa hoàn thành việc kiểm tra thông tin liên quan đến các bị cáo và người có liên quan. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2019, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, tiến hành triệt phá nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu giả tại Đắk Nông, Sóc Trăng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cộng có 39 bị cáo ở 18 tỉnh, thành bị cơ quan tố tụng tại Đắk Nông truy tố về tội sản xuất buôn bán xăng giả. Các bị cáo trong vụ án trên đã pha chế bán ra thị trường 167 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 136 tỷ đồng. Riêng Trịnh Sướng được xác định tổ chức sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại, thu lợi bất chính hơn 102 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can là do hám lợi. Tuy nhiên, một phần cũng do sự quản lý thiếu chặt chẽ của các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, hóa chất. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 20 ngày. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.